Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết nắng ráo trong những ngày vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang khẩn trương xuống đồng gieo sạ vụ lúa đông xuân 2022-2023 kịp lịch thời vụ. Đến thời điểm này, các chân ruộng cao được bà con nông dân gieo sạ xong, các chân ruộng thấp thì đang được tháo nước làm đất ủ giống để xuống giống đợt 2. Tuy trước đầu vụ mưa to kéo dài nhiều ngày nhưng chưa đến lịch xuống giống nên bà con tránh được hư hại giống do bị trôi, úng thủy. Theo bà con nông dân, giống lúa gieo sạ chủ lực trong đông xuân 2022-2023 là giống Thiên Ưu 8 và một số giống lúa ngắn ngày khác. Ưu điểm của loại giống Thiên Ưu 8 là thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu được sâu bệnh cho năng suất cao. Cái tình hình về sau khi gieo sạ thì nó khó khăn nhất là cái vấn đề phân bón. Phân bón là gió quá. Từ cái chỗ trước đây, cái vụ đông xuân trước là có 16.000 một ký DAP mà lần này là 30.000 một ký DAP, nó tăng gấp đôi. Cái tình hình đến nông dân là rất là khó. Thì gieo thì đổn bổ đây mà ta sợ cái ông nó đây. Cái ông tí nó. Nam mô lồn thì được mà thu rồi có mấy hậu. Rồi đi ra mày vừa rồi lồn có hơi bồ cho mấy, có người có nửa bồ cũng có. Biết không? Cái ông nó không gạt hết. Cái ông ở dưới đất này, ông chụp nó. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang, vụ đông xuân năm 2022-2023, toàn huyện Hòa Vang gieo sạ 2.307 hecta lúa, trong đó có gần 100 hecta bị ngập úng do mưa lớn. Tính đến ngày 19 tháng 12, bà con nông dân đã gieo sạ 740 hecta, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12, hoàn thành dứt điểm toàn bộ diện tích gieo sạ lúa còn lại.